Chúng ta nói về câu 4 năm. 4 năm thì có ABCD nha. Yêu cầu đầu tiên là chúng ta đi điền cái B-Array với giá trị của BNUM. Thì chúng ta đã biết là trong cái phần khai báo đó, chúng ta có khai báo một cái biến là BNUM. Đó là biến kiểu bay. Và chúng ta có khai báo một cái vùng nhớ, 5 ô nhớ, tên là B-Array. Thì ở đây chúng ta phải chép, chúng ta phải lần lượt ta chép BNUM vào trong các ô nhớ này. Thì ở đây là ô nhớ, ở đây cũng là ô nhớ, cho nên ta biết là chúng ta không thể chép. Chép tức là dùng lệnh move, thì chúng ta không thể chép trực tiếp BNUM vào trong từng ô nhớ này được. Cho nên mình sẽ thực hiện thông qua một cái phép chép trung gian, đó là đầu tiên là tôi sẽ chép cái này vào trong một cái thanh ghi chẳng hạn, chép thanh ghi. Và vì đây là giá trị 8 bit, thì giá trị 8 bit cho nên là tôi sẽ chép vào một thanh ghi 8 bit, thí dụ như thanh ghi AL, thanh ghi 8 bit. Rồi từ thanh ghi này chúng ta mới đi chép vào trong các ổ nhớ ở đây. Đúng không? Thì cái lệnh mà chép BNUM vào AL thì nó, rồi sau đó chúng ta sẽ đi chép AL, từ AL chúng ta chép, lần lượt ta chép vào B-Array. Chỗ này là B-Array cộng 1, chỗ này là B-Array cộng 2, tức là mình phải làm những cái lệnh này. Move byte B-Array. Làm như vậy tức là chúng ta chép được cái vào ô đầu tiên. Muốn chép vào câu thứ hai ở đây đó, thì chúng ta sẽ viết là move byte, xin lỗi chỗ này là AL, B array cộng 1 AL. Rồi tương tự như vậy chúng ta chép. Thì khi mà chúng ta viết như thế này á, thì các em sẽ nhận ra được ngay. Chúng ta sẽ nhận ra được ngay. Thí dụ các em viết chương trình mọi người cấp cao mà chúng ta cứ viết đi viết lại cái lệnh có cùng dạng, nó chỉ khác nhau một cái ô nhớ, một cái tham số nào đó thôi, thì chúng ta sẽ thay cái tham số đó vào cái biến và chúng ta đưa cái này vào vòng lặp. Thí dụ tôi lấy ví dụ ở đây, tôi sẽ thay cái giá trị chỗ này bằng một cái biến. Nhưng tất nhiên dùng biến thì nó lại khó, là vì dùng biến thì ta lại truy xuất biến. Ở đây chúng ta có thể dùng ngay thanh ghi, và chẳng hạn như ở đây tôi dùng cái thanh ghi là ESI chẳng hạn, cái chỗ này tôi dùng thanh ghi là ESI chẳng hạn, thì toàn bộ các lệnh này ở đây nó đều có cái dạng chung, đó là move byte B-Array cộng với ESI. Trong đó ESI sẽ lần lượt lấy giá trị là 0, 1, 2, 3. Thì để cho ESI lần lượt lấy giá trị này thì chúng ta chỉ cần đặt cái này trong cái vòng lặp thôi. Trong vòng lặp, và trong vòng lặp đó thì chúng ta sẽ cho ESI thay đổi. Thì ở đây tôi nó mới mở rộng ra một chút nè. Chúng ta mở rộng ra một chút xíu. Đó là nếu như mỗi phần tử này không phải là một byte mà là một word chẳng hạn. Nếu phần tử là word, hoặc là chúng ta có phần tử là word chẳng hạn, hoặc là phần tử là d word chẳng hạn, double word á, thì cái công thức ở đây nó sẽ thay đổi như thế nào đó. Thì nếu là d word thì cái công thức đó chúng ta có thể sửa lại là word array. Cái này có thể là một cái mạng khác, ví dụ như w array cộng với ESI. Vì word có mỗi phần tử là 2 byte cho nên là chỗ này tôi sẽ nhân với 2. Và có thể là đây là dùng thanh ghi AX, ví dụ vậy. Đó. Lưu ý cái chỗ này nha. Vì mỗi phần tử là 2 byte cho nên các ô nhớ mà nó truy xuất là 0, 2, 4, 6, 8. Nó không phải là 0, 1, 2, 3 như ở đây. Mà sẽ là 0, 2, 4, 6, 8. Cái chỗ này nè, nó sẽ có giá trị lần lượt là 0, 2, 4, 6, 8. Tương tự như vậy, nếu là d word thì chúng ta sẽ có cách viết là d word thí dụ như d array chẳng hạn cộng với esi nhân với 4.
EAX chẳng hạn. Đó. Thì cái giá trị chỗ này nè, chúng ta sẽ có nó lần lượt là 0, 4, 8, 16, 30. Thì ở đây cái công thức ở trong cái dấu ngoặc này nè, nha, công thức trong dấu ngoặc chúng ta có thể viết dưới dạng tổng quát là base address cộng index nhân scale. Chúng ta viết tổng quát như vậy. Trong đó base address nó có thể là ô nhớ, có thể là thanh ghi. Thì cái này nó dùng để chứa cái gì? Nó chứa cái địa chỉ đầu của vùng nhớ, địa chỉ đầu của vùng nhớ. Còn index thì nó sẽ là thanh ghi A, B, C, D. Tức là ý là AX, BX, CX, DX, hoặc là EAX, EBX, ECX, EX, hoặc là anh ghi ESI, ED. Còn scale thì nó lấy giá trị là 0, xin lỗi, giá trị là 1. Nếu như mỗi một cái thành, mỗi một cái đơn vị á, mỗi phần tử là 3, có giá trị là 2 nếu như mỗi phần tử là word, và có giá trị là 3 nếu như mỗi phần tử là double word. Đó. Thì ở đây đây có thể xem như cái công thức. Đây có thể xem như công thức để chúng ta truy xuất đến từng phần tử trong một cái vùng nhớ liên tục. Thí dụ trong trường hợp của mình chẳng hạn, trong trường hợp của bài này thì chúng ta thấy là base address chính là B array. Index trong trường hợp này tôi sử dụng là ESI. Nha, ESI. Và scale trong trường hợp này là 1 vì lý do mỗi phần tử là 1 bài. Để viết vòng lặp nha. Lần trước tôi có giới thiệu với các em á, để viết vòng lặp thì chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc này. Move ECX số lần lặp rồi chúng ta ở đây chúng ta viết một cái nhãn để viết các lệnh lặp, đây để viết lúp lúp thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái vòng lặp. Số lần lặp thì xác định ở trong thanh ghi. Tôi sẽ đi dịch. Thành công. Như vậy tôi sẽ load vào trong GDB. Start chương trình. Tôi quan sát giá trị của biến trước nha. Đầu tiên tôi quan sát biến B array. 5 giá trị nha. 5 giá trị B array. Ta thấy nó là 5 nha. Rồi. Bây giờ tôi sẽ đặt cái điểm ngắt tại nhãn exit. Ta continue. Chương trình dừng tại exit. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái vùng nhớ tại B array. Tôi thấy kết quả là 5. Như vậy là tôi đã sao chép được cái giá trị binum vào trong vùng nhớ B array. Rồi, chúng ta cần phải khởi tạo một cái vòng lặp. Để khởi tạo vòng lặp thì chúng ta sẽ cho CX số lần lặp
chúng ta cũng khởi tạo ASI. Vì đây là câu B cho nên tôi đặt là B-loop. Move. Chứa kết quả vào trong thanh ghi 16 bit, tôi chọn AX. Work. Ô nhớ nguồn cộng với ESI nhân 2. Nhân 2 là vì mỗi phần tử là 2 byte. Rồi chúng ta move. Work. W array. Vì ESI nhân 2 trong mỗi lần là vòng lặp cho nên là tăng thì chúng ta chỉ cần tăng 1. Đây, lúc rồi chúng ta lúc nãy là chạy đúng rồi, bây giờ chúng ta chạy cái này để thử thôi. Và chỗ này là AX. Chúng ta sẽ debug cái phần dưới này. Lát nữa mình sẽ đặt breakpoint ở exit này và chúng ta kiểm tra. Rồi, như vậy bây giờ tôi sẽ chuẩn bị tôi debug, lưu lại chương trình. Thoát khỏi GDB nha. Chúng ta sẽ dịch lại cái chương trình này. GDB. Start. Bây giờ tôi sẽ quan sát trước giá trị của vùng nhớ WArray. Bây giờ đang bằng 0. Bây giờ tôi sẽ break. Chúng ta đặt breakpoint tại exit. Continue. Tức là chương trình đã chạy từ trên chạy tới đây dừng lại. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát vùng nhớ WArray. À xin lỗi. Cái đoạn chương trình này tôi viết sai rồi các em. Ở đây tôi viết sai rồi. Ở đây tôi viết là chỗ này nó là AESI chứ không phải là ADE. Chúng ta nhìn ở đây chúng ta thấy là nó chỉ thay đổi được giá trị đầu tiên thôi. Còn cái giá trị sau không thay đổi. Cho nên tôi sẽ sửa cái này lại. Rồi chúng ta lưu lại. Và tôi phải dịch lại đây. Load GDB. Start. Tôi đặt breakpoint. Exit. Continue. Bây giờ tôi xem giá trị của ổ nhớ. Array. Đây chúng ta thấy là vùng nhớ list đã copy thành công sang vùng nhớ WArray, mỗi phần tử là 2 byte.